Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 24 tháng 10, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tiếp tục diễn ra với phần hội đồng xét xử xét hỏi một số bị cáo về các nội dung vụ án. Trong số 6 bị cáo của vụ án này, chỉ có Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ công an, trong quá trình điều tra không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đủ cơ sở khẳng định. Bị cáo Hồng khai lý do không nhận tội là do bị cáo không nhận thi công, không mua thiết bị, không liên hệ với ông LXH, bố của chủ cơ sở karaoke An Phú, Lê Anh Xuân. Không nhờ Nguyễn Duy Linh, nguyên trung tá, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Thuận An thi công mà chỉ liên hệ với Phạm Quốc Hùng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bình Dương, rằng Xuân muốn nghiệm thu sớm về thời gian, còn nghiệm thu như thế nào thì không quan tâm. Bị cáo Hồng cho rằng mình chỉ là người giới thiệu Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh và Linh cho bị cáo Xuân. Trong khi đó, trả lời tại tòa, Linh cho biết đã nhận từ 100 đến 120 triệu đồng tiền công do bị cáo Hồng thuê thi công karaoke An Phú. Cáo trạng nêu, vào năm 2017, Phạm Thị Hồng là cán bộ công an đang công tác tại đội tổng hợp của phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương. Mặc dù Hồng không có tư cách pháp nhân, không được cấp giấy phép kinh doanh lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, nhưng Hồng đã nhận hợp đồng thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở An Phú với ông LXH. Sau khi cung cấp vật tư và thuê anh NNL lắp đặt, hoàn thiện xong hệ thống này, Hồng lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng, tác động nhờ Hùng kiểm tra, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở An Phú. Hùng đồng ý. Do không có tư cách pháp nhân nên Hồng nhờ Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh, ký hợp thức hóa và bản nghiệm thu do Phạm Quốc Hùng lập. Như vậy, Phạm Thị Hồng nhận làm dịch vụ thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở An Phú nhưng không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ phòng cháy chữa cháy theo quy định. Trước đó cùng ngày, bị cáo Xuân khai vào tối hôm xảy ra vụ cháy ngày 6 tháng 9 năm 2022. Xuân đang xem TV tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì nghe vợ thông báo quán xảy ra cháy. Ban đầu ông không tin, nhưng khi hỏi lại thì mới biết đang có cháy lớn. Ngay sau đó, hai vợ chồng lái xe chạy từ nhà đến quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi tới nơi, khu vực này đã được lực lượng chức năng phong tỏa để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lúc đó, Xuân cũng không biết thương vong cụ thể. 10 ngày sau vụ cháy, ông bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Xuân khai nhận không nắm rõ hoạt động tại quán karaoke An Phú, số lượng nhân viên cũng không biết vì thay đổi liên tục, chỉ biết người được giao quản lý tại cơ sở. Về việc đứng tên trên giấy phép hộ kinh doanh, bị cáo Xuân nói mình là người đứng tên, tuy nhiên có người khác làm thủ tục cấp giấy phép rồi mới đưa ông ký. Tương tự, về hồ sơ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, bị cáo Xuân khai làm theo hướng dẫn của ba mình. Bản thân bị cáo cũng không biết hồ sơ này có gì mà chỉ làm theo lời ba mình. Bị cáo Xuân khai, lúc đó ba tôi nói ký vào giấy tờ thì tôi ký, không nhớ rõ là giấy tờ gì cả. Ngoài ra, tại tòa, bị cáo Xuân khai nhận không quen biết với những bị cáo còn lại, chỉ nhớ là trước đây có đưa 50 triệu đồng cho bị cáo Hồng theo yêu cầu của ba, mục đích là để nhờ làm hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở. Trả lời hội đồng xét xử sau đó, cựu cảnh sát Vũ Trường Sơn nói không có ý kiến gì về bản cáo trạng. Năm 2017, khi được phân công nhiệm vụ và tiếp nhận hồ sơ thiết kế của cơ sở karaoke An Phú sau bộ phận tiếp dân đưa qua, bị cáo nhận thấy hồ sơ có một số vấn đề chưa đảm bảo quy chuẩn và đã tham mưu lãnh đạo yêu cầu chủ cơ sở bổ sung. Sau khi nhận lại hồ sơ, thấy đã đủ các điều kiện theo quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy nên Sơn chỉnh lên cấp trên duyệt. Cựu cảnh sát nói, bị cáo chỉ thẩm duyệt hồ sơ trên giấy tờ và đã làm đúng theo trách nhiệm của mình, còn về thực tế thế nào thì bị cáo không phụ trách. Bên cạnh đó, Sơn cho biết đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên nhận thấy mình có một phần trách nhiệm.